Cách ly toàn xã hội và chuyện ngừng bán vé số 15 ngày cũng là khoảng thời gian những người nghèo rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì thế cho nên việc nhận được những suất cơm từ thiện chống đói đối với họ là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay hỗ trợ người bán vé số, nhặt ve chai, vượt qua giai đoạn khó khăn trong những ngày này bằng những suất cơm miễn phí. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2020, quán cơm chay Bình An ở số 49 Ngô Quyền, quận 10 đã phát hơn 600 suất cơm chay miễn phí phục vụ bà con nghèo khó trong khu vực. Nhận được những suất cơm kèm theo một hộp sữa tươi, không ít người đã xúc động vui mừng. Ve chai, bây giờ cũng không biết nữa, cũng đang lo. Tôi cũng sống ngoài đường, có khi lấy lụm mấy cái bạch bán được, có khi có mấy chục ngàn. Hôm mà tôi có lấy được cái cơm chạy với cái phiếu chai mà, nhưng mà tôi làm bỏ ra đây nó bay mất rồi, không có lấy được. Bây giờ mình có lại người thấy an toàn rồi, không có ăn đi kiếm tùm lum. Nhà chị tới mấy người luôn, nhưng mà không sao, chị với sinh này cho con chị ăn được. Chị lớn rồi chắc nhà chị mấy người đó tự lo. Sau khi nắm thông tin quán cơm chay Bình An tặng những suất cơm miễn phí cho người nghèo, nhiều mạnh thường quân đã tới ủng hộ để cùng chung tay chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua thông tin thì mình nắm được là quán Bình An hỗ trợ cho người vé số trong 14 ngày những cái phần cơm và hỗ trợ luôn cho những người khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái chia sẻ một chút cái may mắn của mình, cái mà mình được hạnh phúc hơn những người khó khăn, mà nhất là trong mùa dịch này họ không bán vé số được, họ không có làm việc được thì họ vẫn có một phần cơm để ấm lòng trong những ngày thành phố mình đang kêu gọi là dừng tất cả các cái hoạt động để bảo vệ cái sức khỏe của toàn dân. Theo chủ quán cơm Bình An, đã có nhiều người tới ủng hộ tặng gạo, nước tương, sữa và nước suối để chung tay chung sức giúp đỡ nhiều người.